xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, các quan chức ở bang Nevada, Mỹ đang cảnh báo du khách về loại amip ăn não hiện diện tại hồ Midlake với tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng gần 100%. Ban quản lý vườn quốc gia Midlake cho biết, sinh vật đơn bào Ligia fordi, thường được gọi là amip ăn não, đã được tìm thấy trong các suối nước nóng ở bên dưới đập Hoover Dam những ngày gần đây các nhà chức trách quản lý khu vực hồ mít ở bang nevada mỹ đã lên tiếng cảnh báo du khách nên thận trọng khi tham gia các hoạt động dưới nước trong khu vực này vì một loại amip ăn não cực kỳ nguy hiểm có tên nagleria foleri đại diện bang quản lý báo cáo amip này xâm nhập qua mũi và có thể gây tử vong do nhiễm trùng các triệu chứng nhiễm bệnh bao gồm đau đầu sốt và nôn mửa đột ngột dữ dội do đó vườn quốc gia khuyến cáo du khách tránh lặn bơi lội hoặc ngâm mình trong nước suối nóng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, sinh vật đơn bào Naegleria có thể dẫn tới bệnh viêm màng não do amip nguyên phát PAM làm phá hủy mô não. CDC cho biết amip phát triển mạnh và tốt nhất trong môi trường nước ấm trong khoảng tháng 7 tháng 9 hàng năm. Đáng chú ý, một số chuyên gia tin rằng biến đổi khí hậu có thể làm cho tình trạng nhiễm Naegleria trở nên phổ biến hơn. Tại Mỹ có ít nhất 4 trường hợp tử vong được ghi nhận trong năm nay do nhiễm trùng xảy ra khi amip xâm nhập vào mũi khi ngâm mình trong khu vực nước ngọt như ao hồ và suối. Cuối tháng 7 năm nay, Morgan Ebenroth, cô gái 17 tuổi người Georgia đã tử vong sau khi bị nhiễm bệnh khi đang bơi ở hồ cùng bạn bè. Tháng 2, một người đàn ông ở Florida thiệt mạng sau khi bị nhiễm bệnh do rửa mặt bằng nước máy có chứa Naegleria fowleri trong số 157 người nhiễm bệnh kể trên ở Mỹ từ năm 1962 đến năm 2022 chỉ có bốn người sống sót vì vậy tỷ lệ tử vong khi gặp sự cố là hơn 97% theo NBC News Naclerio Follery sống trong nước và đất năm 2022 các nhà khoa học đã tiến hành cuộc thử nghiệm để xác nhận sự hiện diện của nó ở hồ Ba lửa Lake Tree Fire với sự trợ giúp của Sở Y tế Công cộng bang Iowa và CDC. Theo một nghiên cứu của CDC công bố năm 2020, phân tích các trường hợp nhiễm amip ăn não người ở Mỹ từ năm 1978 đến năm 2018, trong số 6 trường hợp nhiễm amip ăn não người được tìm thấy ở khu vực Trung Tây nước Mỹ, kể từ năm 1978 có 5 trường hợp xảy ra trong hoặc sau năm 2010. Nghiên cứu cho biết sự gia tăng các ca bệnh ở khu vực Trung Tây nước Mỹ sau năm 2010 và sự mở rộng phạm vi vị trí của các ca phơi nhiễm amip ăn não người cho thấy chúng càng ngày càng tấn công về phía Bắc nước này. Theo Julia Hosten, nhà dịch tễ học y tế của CDC, biến đổi khí hậu có thể là thủ phạm. Bà nói đó là loài amip rất thích điều kiện ấm áp, rất thích nước ngọt ấm. Đó là điều đáng lo ngại biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ không khí tăng cao hơn. Nghiên cứu của CDC đã điều tra mối liên hệ tiềm tàng của các ca nhiễm bệnh với khí hậu và nhận thấy nhiệt độ không khí tăng lên trong 2 tuần trước khi có phát hiện ca bệnh. Điều đó khiến các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng nhiệt độ tăng cao và hậu quả là việc tăng cường sử dụng nước để giảm nhiệt, chẳng hạn như bơi lội và các môn thể thao dưới nước, tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Nói cách khác, thời tiết ấm hơn vừa tạo điều kiện tốt hơn cho amip ở vùng biển phía Bắc, vừa khiến nhiều người bơi thường xuyên hơn ở các hồ, suối, ao, nơi có thể tìm thấy amip ăn não người. Tương tự, biến đổi khí hậu cũng bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra sự mở rộng địa lý của một loại vi khuẩn nguy hiểm. Vibrio vulnificus có thể gây nhiễm trùng, được gọi là viêm cân mạc hoại tử. Tuy nhiên, CDC đã không quan sát thấy sự gia tăng tổng thể về số lượng ca phơi nhiễm, and Flower Larry theo thời gian. Bà Julia Huston cho biết trong năm 2019, 2020 và 2021 có 3 trường hợp được báo cáo mỗi năm, đây là mức trung bình, nhưng một trong những trường hợp vào năm 2021 là ở Bắc California. Bà Julia Huston cho biết căn bệnh này diễn ra rất hung hãn và diễn ra rất nhanh, vì vậy một khi amip xâm nhập vào mũi nó có thể di chuyển nhanh tới não. Nó sẽ nhanh chóng gây viêm, sưng tấy trong não và phá hủy mô não. Vào thời điểm bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng và bắt đầu dùng thuốc, hầu hết đều đã quá muộn để khắc phục tổn thương đó. Đối với những người lo lắng về việc tiếp xúc với Naegleria fowleri, bà Julia Huston cho biết có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh nhiễm trùng và không nhất thiết phải tránh bơi trong nước ngọt suốt mùa hè. Bà nói khi bạn tham gia bơi lội hoặc các hoạt động giải trí dưới nước ở hồ hoặc ao, hãy cố gắng tránh để nước vào mũi, tránh nhảy lặn và té nước. Nếu bạn định bơi, hãy đeo kẹp mũi. Bà nói thêm, mặc dù tình trạng nhiễm trùng cực kỳ hiếm gặp, nhưng amip ăn não người có thể được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau. Bà Julia Haston nói: Bất kỳ nguồn nước ngọt nào chúng ta nên cho rằng có Naegleria fowleri trong đó để phòng tránh. Năm ngoái, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, KDCA đã báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm Naegleria fowleri, thường được gọi là amip ăn não. Theo KDCA, nạn nhân là một nam công dân Hàn Quốc ở độ tuổi 50, thiệt mạng sau khi trở về nước từ Thái Lan, nơi ông đã ở 4 tháng. Một ngày sau khi về Hàn Quốc, nạn nhân được đưa vào viện với các triệu chứng đau đầu, sốt, nôn mửa, rối loạn ngôn ngữ và các triệu chứng khác sau khi thực hiện các xét nghiệm di truyền đối với ba loại mầm bệnh gây ra Nagleria fowleri, KDCA đã xác nhận tình trạng lây nhiễm amip ăn não ở bệnh nhân bị viêm màng não nói trên. Ông Ji Yong-mi, người đứng đầu KDCA cho biết, để ngăn ngừa sự lây nhiễm Nagleria fowleri, chúng tôi khuyên các bạn nên tránh bơi lội và các hoạt động tương tự, đồng thời sử dụng nước sạch khi đến những khu vực đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh người dân Hàn Quốc cũng được khuyến cáo đề phòng các tác nhân nhiễm bệnh như đeo kẹp mũi khi bơi để ngăn nước sọc vào mũi. Trong trường hợp lây nhiễm ở người, loại amip ưa nhiệt này đi lên mũi qua niêm mạc mũi khi nạn nhân có các hoạt động dưới nước, đặc biệt liên quan đến lặn. Lây nhiễm cũng có thể xảy ra khi mọi người làm sạch mũi hoặc rửa mũi bằng nước bị nhiễm amip, từ đó amip có thể tiếp cận dịch não tủy và não. Không có bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào được ghi nhận qua việc uống nước ô nhiễm. Khi amip di chuyển lên mũi, đến não và tủy sống, nó nút chẩn các tế bào hồng cầu và các tế bào thần kinh, do đó nó gây viêm và phá hủy mô não, gây ra căn bệnh hiếm gặp và rất nghiêm trọng được gọi là viêm màng não do amip nguyên phát (PAM). Bản thân amip ăn não cũng như căn bệnh mà nó gây ra đều không thể lây lan qua tiếp xúc giữa người với con người. Khoảng 5 ngày sau khi bệnh nhiễm, các triệu chứng đầu tiên của PAM thường bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các triệu chứng bắt đầu xuất hiện sớm nhất là một ngày sau khi tiếp xúc hoặc muộn nhất là khoảng 12 ngày sau khi bị nhiễm. Các triệu chứng có thể bao gồm nhức đầu dữ dội, sốt ấn lạnh, buồn nôn hoặc nôn. Các triệu chứng cũng có thể bao gồm cổ cứng, trạng thái mất phương hướng, co giật và ảo giác và sau đó là hôn mê. Bên cạnh việc theo dõi các triệu chứng cảnh báo PAM có thể được chẩn đoán trong phòng thí nghiệm bằng cách kiểm tra dưới kính hiển vi dịch não tủy CSF hoặc mô não để phát hiện các amip Naegleria foleri. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC, việc điều trị PAM thường sử dụng kết hợp các loại thuốc để kiểm soát tình trạng viêm nhiễm như amphotericin B, azithromycin, fluconazole, rifampin, forcing và Metason Để tránh bị nhiễm bệnh do amip gây ra, thông thường mọi người nên tránh bơi ở vùng nước ngọt chưa được xử lý, đặc biệt là trong những tháng ấm áp. Khi hoạt động bơi lặn, mọi người nên sử dụng nút kẹp mũi hay mặt nạ. Ngoài ra, nước có hàm lượng clo trên 0,5mg trên một lít cũng được biết là làm giảm nguy cơ nhiễm naegleria Fowleri. Tương tự, mọi người nên tránh tiếp xúc với đất hoặc bùn có thể bị nhiễm amip ăn não. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.